Cái kinh tế 5 không, kinh tế 5 không hướng dẫn các bạn nhà mình. Tôi cần là tạm là liên tiếp mô tả, mở Telegram bấm nút tắt vote ta. Rồi sau khi chúng ta bấm captcha, ta lướt captcha 3836 quá vậy, gỡ chết mẹ 3429 gỡ. Thông tin đó là các bạn nhận được 10 tập cần la tam, mỗi một ghét được tập cần là có giá, có giá trị các bạn. Rồi đầu tiên các bạn join hai kênh chứ Telegram, kênh giúp về cái channel nữa. Rồi một kênh, rồi hai kênh, rồi bạn thoát ra các bạn join Telegram channel. Rồi bấm đầu reset nha bạn. Click. Rồi các bạn bấm vào the word và the width. Follow the width và and the width button. Rồi. Rồi các bạn mở từ nãy thì qua lên mẹ nó kêu bot cái link đó. Còn như là một ngày các bạn để máy lót dự án chút xíu. Rồi các bạn bấm nút test lại nha bạn. Du test. Còn nhảy vô cái máy kia. Rồi các bạn like nó dài bài nha các bạn. Tôi quyết rồi, bạn like nó dài bài. Rồi các bạn test lại cái bình luận các bạn. Bình luận của mình luôn. Sẽ đứng ở đó. Các bạn chạy chút nha các bạn. Đang lót dưới án. Rồi các bạn follow nha bạn. Không biết trang chủ dự án đâu luôn. Follow luôn. Follow luôn nha bạn. Rồi các bạn thoát ra nha bạn. Ghi test. Rồi các bạn thoát ra nè. Rồi của ai? Rồi các bạn bấm vào reset. The width. Oh, click the width. And bot link là tài ơi, tài nó quên. Khoan để em lấy cái liên lại các bạn ơi. Tích trời.
hồ sơ. Chậm nhiều. Cái điện tử quýt nó mất tiêu luôn rồi trời. Chết ra trả lời. Không phải rồi để kiếm nãy. Ngày bán cái link này nè, bán cái link mình lấy tờ quýt test nè bạn. Rồi các bạn bấm nút chia sẻ nè. Các bạn sao chép lên trang cá nhân, sao chép liên kết đến theo Word nữa. Rồi các bạn thoát ra. Các bạn mở Telegram lên, các bạn bắt vào. Dán gửi cho nó nè. Rồi các bạn click bot Facebook and để profile link. Dòng chân chơi con đồ. Rồi nè các bạn đăng nè. Chương trình này lớp vui lòng đắm thằng này để tiếp tục. Rồi các bạn về trang cá nhân đồ người của mình nè. Các bạn muốn nhiều lúc khác nè. Các bạn Shopee sao chép đến trang cá nhân nè. Rồi các bạn bắt ra nè. Bạn chạy về Telegram nè. Bạn bắt ra nè. Dán nè. Bạn gỡ nè. Rồi các bạn bắt địa chỉ với em người mưu quá liệt các bạn. Với mì tomato chút quá liệt. In tôi cần nhiều giấy lắm các bạn. Nhiều giấy chứ lên 8 ngày xe mưu. Trên nhà tới hết. Bạn sao chép. Rồi bạn bắt ra nè. Mở Telegram lên nè. Bạn bắt vào. Rồi bạn bắt vào thì chỉ em cái xe 10 wallet nè. Đâu người ta mấy nhưng không ăn được. Dán gửi cho bot nè. Rồi như vậy mình đã nhận được 10 token T có cái hiệu là TPG các bạn. Mỗi một được ghép là vườn bốt token các bạn bấm vào balance đi. Đến ghép của mình nè các bạn. Vậy video mình kết thúc các bạn.